Rồi, chuyên xe cũ giá rẻ xin kính chào tất cả quý anh chị em và các bạn nhé. Thì chào mừng quý anh chị em và các bạn đã trở lại với video báo giá tiếp theo của em tại cửa hàng xe máy hàng sáng. Thì trong video báo giá ngày hôm nay thì cũng lại lên sóng mấy con xe ha. Thì rim anh em ạ, hai con rim với một con quay 50. Thì anh em nào mà anh em nó có nhu cầu con nào thì liên hệ giúp em ha. 0983 533 445 làm việc trực tiếp đến cửa hàng xe máy hàng sáng nhé. Thì bây giờ mấy con này thì nói chung là xác thì xác thải anh em ạ, nhưng mà máy móc thì gọi là rớt đầu anh em. Nói chung là xe thì gọi rớt đầu nên cái tầm giá nó rất là rẻ. Một con thì 20.500, một con thì 26.500. Đó, còn con quay 50cc thì 9.500. Đó, nói chung là giá cả báo với đến anh em tham khảo, thì thiện chí anh em con nào thì anh em liên hệ giúp em thôi. Con 20.500 này anh em này. Con 20.500 thì nói chung là phải xe đi cày anh em. 20 năm thì xe đi cày. Đó. Mấy con này thì để lâu rồi nè. Mấy con này để lâu rồi nè. Để lâu không nghe nổ máy nó khó nổ xíu. Nhưng mà cái tầm tiền này thì có gì anh em lựa chọn nha. 20.500. 20.500 thì hiện chí thì liên hệ 0983 533 445 làm việc với hàng sáng giúp em ha. Chung cũng được anh em ạ. À, nói chung là mấy dòng này anh em chơi cũng được. Cũng êm ái nha, cũng liền lạc, cũng chắc chắn. Đấy. Chức năng thì hoạt động đầy đủ hết. Mỗi là rớt đầu thôi nè. Rồi con này 26 năm nè anh em nè. 26 năm thì anh em lựa chọn con này nhé. Con này cao hơn tiền hơn xíu thì nói chung là đồ đạc nó cũng kiểu nó cũng chắc chắn và liên lạc hơn, nó nhiều đồ theo xe hơn. Đó. Honda nha anh em. Thái mà rất đầu thôi anh em, giá nó rẻ hơn. Rẻ hơn rất là nhiều ha. Còn nếu như mà còn đầu máy móc chưa bung nữa rồi này kia thì giá nó tầm 40-50 giờ lên anh em ạ. À, nói chung là mấy con này hàng gọi là hàng sưu tầm anh em. Giá cả nó khác biệt lắm so với cái hàng kia. Hai nữa là mấy con này nó không sản xuất, không phải đại trà, nên là cái giá cả của nó thì nó cũng theo cái nhu cầu, cái thị hiếu của mọi người anh em. Giá cả thì ra do thị trường quyết định hết anh em ạ. À, chứ cửa hàng thì nói chung là buôn bán thì đều có giá cả, đều là theo ấy hết anh em, chứ cũng không phải là một mình bán được cái giá cao đâu anh em. Sang tên được hết nha mọi người, nói chung là mấy con này sang tên được hết anh em ạ. À, 26.500 nhé. Đấy, giá cả này thị trường quyết định thôi anh em, tại vì anh em thì cũng bán theo sàn theo cái tất cả mọi xung quanh, chứ không có phải là một mình em bên cửa hàng là bán theo cái giá của cửa hàng thôi. À, không có đâu anh em. Đấy, thiện chí thì cứ liên hệ thôi. À, 26 năm. Rồi tiếp anh em nè. 50cc 72 AE 9.500 ha. Nói chung là mấy dòng 50cc này á, xe thì sang tên được hết cho mọi người. Nói chung là bên cửa hàng bán luôn xe qua e máy á, thì sang tên được hết, nhưng mà mấy con 50cc này thì không cần bằng lái đâu anh em khỏi cần sang tên được. Tại vì nó sang tên thì nó mất phí của anh em tầm 1.500.000 á. 1.500.000 nha, phí rút nhập hồ sơ tầm 1.500.000 đó anh em. Còn nếu anh em mà không có rút nhập hồ sơ thì nó bớt được cái tiền đó. Bên cửa hàng thì vẫn có giấy mua bán cho anh em ha. Nói chung là cửa hàng bao tranh chấp cho anh em luôn, giấy mua bán của cửa hàng nha. Nó hợp pháp, hợp lý tất cả mọi thứ. 50cc ha. Đấy, cái này thì cho mấy em đi học anh em. Mấy chị em anh em nhỏ đi học chưa cần bằng lái ha, chung tích nhỏ ha. Hoặc là mấy mẹ đồ á, anh em mấy mẹ bây giờ kiếm đồ đi chợ rồi cũng rất là hợp lý nha. Đấy, mấy dòng 50cc này êm lắm. Xe của S của em nhé mọi người, xe của S của em.
Đài Loan Sang Giang. Mới lắm anh em, con này thì mới lắm. Đấy anh em coi ha, chi tiết của con 50cc này rất là mới nha. Anh em mà mua con này mà mua trong hãng ra luôn á, ví dụ như trong salon ra xe mới keng á là bao đó là mười mấy triệu anh em nhé. Vậy là 16 17 triệu đó anh em, hơn á chứ không có rẻ đâu. Mấy con 50cc anh em thực tế anh em nhìn vậy thôi chứ tuy rằng phân phối dung tích của nó chỉ có là 50cc thôi nhưng mà cái giá tiền của nó thì cũng phải ngang ngửa với lại Wanfa đó anh em ạ, Wanfa 110 đó anh em chứ không có rẻ hơn đâu. Rất là cao nhé chứ không có rẻ. Đấy thì con này thì giá tiền chỉ có một nửa thôi, tầm 9,5 triệu còn thương lượng cho anh em nữa thì quá tuyệt vời anh em ạ. Vậy nhá, thì có gì anh em liên hệ theo cái đầu số là 0983533445 giúp em. Đấy, làm việc trực tiếp đến cửa hàng xe máy Hàng Sáng nhá. Trả góp và ship xe luôn anh em. Anh em nào đam mê ở xa thì muốn nhu cầu muốn mua E50 này thì cũng ấy nè, bên em ship xe cho anh em luôn. Còn đây là rim này, rim Thái này, đó. Rim Thái gọi là rớt đầu đồ này kia đó, 60F1 26 năm nhá. Đó, anh em liên hệ này. Rồi con này thì 20,500 triệu này. Anh em liên hệ nhá. Nói chung là giá cả còn thương lượng cho mọi người đó. Thiện chí thì alo giúp em. Rồi vậy nha anh em. Em cũng kết thúc video và cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm rồi.